Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop may vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số may nha quý vị. Em chào chị. Đây, chị chào Tấn. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về một lô may tàn và may phôi. Rất mong anh chị em vào xem ủng hộ. Shop của em là địa chỉ ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại cũng là số Zalo em nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc á. Rồi. Thì, mình giá vô đưa ra tên clip là ship tới nhà rồi nha quý vị. Zalo mã số 1 đi. Mã số đầu clip vẫn là mã số 1. Em ước tính cái chiều cao anh này cao khoảng tầm 1,5 m nha quý vị, tán ngang khoảng 1 m ha. Rồi, hoành 29. Rồi. 30 hơi yếu một tí. Mà hơi tính 29 đi. Ok quá rồi nha quý vị. Là xương ngang không ha. Dạ đẹp quá rồi, chỉnh sửa sẵn rồi ha. Giờ mình chỉ chăm thôi quý vị ơi. Co bẻ cũng ngắn nè ha. Để đây. Để cái củ chất lượng luôn cô bác ơi. Củ này cũng bự nè. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 1, giao lưu 1 triệu 6 à. Rồi, 1,6 triệu, ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 2 luôn nha quý vị. Một phôi trực. Này lắc, trực lắc. Cao 75. Né cái này đi. Cái hoành 19,5. Rồi, tính 19 hoành. 19. Trời, cái bầu đế sổ nó ngon. Để đây, nhất đế nhị thân. Để đỏ ao luôn, kính đế luôn. Giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 2 này giao lưu 1 triệu rồi. Rồi. Anh số 3 luôn. Anh lắc lượng 52 cao. Rồi, đo ở ngoài đi, né mấy cái cục đó đi. Né đi, tô đây đi. 19 của anh. Đó, lúc ở ngoài, ở trong đâu không có được nhưng cái gì. Đo có cái nhánh là lục cục lòn hòn không có đo được ha, đo lúc ở ngoài luôn á. Đo múc ngoài đây luôn á. Cái đo trong đây bự lắm ạ. Đó chắc 20 hơn á, cuối thăm mấy. Tính ở ngoài 19 á. Rồi, giao lưu nhiêu ai? Rồi, mã số 3 này giao lưu 520 ạ. 520. Rồi, mã số 4 luôn. Cao 42. Đo ngoài đây luôn đi. Cái quanh 24. Rồi. 24 đo ngoài luôn. Còn để đây. Đặt hết trơn ha. Nhóc số đặt luôn á. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 4 này giao lưu 550 á. 550. Rồi. Mã số 5 luôn. Rồi, chiều cao. 120. Rồi. Quanh luôn. Cái hoành 23. Rồi. 23 hoành nha quý vị. Rồi để luôn. Rồi, giao lưu như chị. Mã số 5 giao lưu 407 á. Rồi, 407. Rồi tiếp tục lên mã số 6 luôn. Cao 1 m. Đo trên đây đi, dưới mắt nguyên cái hoành 26. Rồi, 26 hoành. Tay cành đều rang. Đo dưới nó mắc cái cục này nè, cục đã không đo dưới ha. Đâu trên đây. Có cái nhánh hồi trên lưng nè, cũng bự bự nè ha. Bởi vì cái gì kéo dài ra nữa là ok, đẹp hơn ha. Rồi. Để tư diện. Bự không nè. Chịu chống cộng bự chán luôn, ngay đường thân luôn. Cũng hay quá nè. Giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 6 này giao lưu 1,1 triệu à. Rồi, xuống cây, 1,1 triệu. Khỏi sửa. Rồi, cây đó là về khỏi luôn. Chỉnh sửa gì cô bác ơi. Mã số 7, cao 52. Hoành thân 24. Rồi, 24 hoành. Cụ đế luôn. Cái
Rồi, vô luôn nhiêu chị? Rồi, mã số 7 này vô luôn 650 á. 650 có gì? Rồi, tiếp tục là số 8. Mã số 8 luôn. Cao 75. Ở đây đi ha. Đó, cao trên đó luôn. Ừ. Cái hoành 23. 23. Dưới nó cũng có lục cục lần hòn nên không có đo dưới có gì. Ở trên luôn. Đo dưới thành ra nó lớn quá rồi mà nó không có chính xác. Có cụ nở nào nó có dướng lấy cục lên nè, không có đo. Ừ. Đó trên là cho chắc. Rồi, để giáp dòng bích bích ở trên nè. Giao luôn nha chị. Rồi, mã số 8 này giao lưu 700 ạ. Rồi, 700 ship tới nhà. Thì tất cả các cây báo giá trên list là bao cái phí vận chuyển tới nhà rồi nha quý vị. Mã số 9 luôn. Rồi. Cao 58, 57. Cái hoành 22 đúng. Rồi. Bầu đế đặt kẹo. À, vô đế đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã số 9 thì giao lưu 900 ạ. À. Rồi, ok luôn, 900 ngàn. Rồi à. Mã số 10. Cao 100. Rồi, 1 mét. Cái hoành 24. Rồi. Thầy cành gì cũng vừa chơi lắm rồi nè. Dưới có thịt nhánh tử nữa ha. Tử cũng bự bự nè. Củ đế luôn rồi quý vị. Để đặt gạt bầu. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Rồi, mã số 10 giao luôn 900 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn, 900 ngàn. Hàng quýt đây. Rồi, mã số 11. 11. Cao 57. Rồi, giờ đo tổng thể đó. Cái cụm ở dưới. Giờ đo tổng này đi ha. Đó, cái này 3 thân. Hoành 32. Nếu đo cái thân lớn này thì 18,5. 18,5 thân tổng thể 32 ha. Đó. Tổng của ba cái này đây là 32. Có cũ nở đế thì xè cũng đều cái cũ luôn. Y như sắp. Giao luôn như chị. Rồi mã 11 này giao luôn 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu. Rồi. Tiếp tục lên mã số 12 luôn. Giảm siêu siêu. 78 cao. Cái hoành 25,5 tính 25 đi. Rồi. 25 hoành nha quý vị. Tủ chất lượng. Củ nở quy chảng. Cái củ nè. Tại mở đầu thấm thía đâu gì nữa. Con cục đó. Rồi, giao luôn như 82 này giao luôn 1,1 triệu ạ. À. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, mã số 13 luôn. 13 luôn. Đây cặp sừng trâu ạ. À. Đây nha, sừng trâu thiệt á. Cặp sừng trâu. 52 cao. Cái hoành 27 đúng luôn nè. À, 27 hoành, cặp sừng trâu. Sao ngà dôi cho giá trị. Sừng trâu đi. Này thấy cái ngà dôi này sừng trâu. Nó hơi quíu quíu ra giống. Này cặp trâu rừng nè. Để đặt kẹo với trần ha. Để rồi giao luôn như chị. Rồi mã 13 này giao luôn 1 triệu ạ. À. Rồi xuống cây luôn. Thích cặp sừng trâu đó chốt gấp đúng không quý vị. Số 14 luôn. Cao 87. Rồi. Cái hoành 27. Rồi 27. 27 hoành. Đặt ở trên. Giao luôn như chị. Rồi, mã 14 này giao luôn 900 ạ. À. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 15 luôn. Mã 15 luôn. Cao 97. Rồi. Cái hoành 23,5 tính 23 đi. Rồi, 23 hoành. Cái cụ cũng chất lượng lắm á cô bác ơi. Không phải mì củ sứ gì đó. Rồi giao luôn như ai rồi mã 15 này giao luôn 1,1 triệu ạ. 1,1 triệu. Rồi mã số 16 luôn. 16 cao 80. Rồi
Cái hoành 15 rưỡi tính 15 đi. Tay cành cũng ok nè ha. Để đây. Đó. Giá mềm mập của bác ơi. Rồi, giao luôn như mã 16 này giao luôn 107 á. 107. Rồi, tiếp tục lên mã số 17 luôn. Cao cũng 80 luôn. Rồi. Mà hoành thân bự hơn. Hoành thân 20. 20 hoành. Chỉnh cành đây. Cành cũng đều nè. Cũng đế luôn rồi quý vị. Đây là có cậy đế ra hết trơn hay cũng đều đây nè. Giao luôn nhiêu chị? Mã 17 đi vô luôn 200 ạ. Rồi. 18 luôn. Cao 73. Cái hoành 17 rưỡi tính 17 đi. Rồi. Chân cành luôn. Để luôn. Rồi, vô luôn như chị. Rồi, mã 18 đi vô luôn 108 ạ. Rồi, 108. Rồi, mã số 19. Luôn. Cao 1 mét đi. Rồi. Cái hoành 18 rưỡi. Rồi, 18 của anh. Đặt kẹo ha. Chơi thấp thân hơi cao cao xíu. Mình thích nghe thấp thân cao thì chốt hôm nay nè. Tay cành đẹp ra quý vị. À, thấp thân hơi cao xíu ha. Đế cũng ok. Rồi, giao luôn mã 19 đi vô luôn 200 ạ. 200 của gì vậy? Số 20. Cao 67. Rồi. Cái hoành 15 rưỡi. Rồi, để luôn rồi quý vị. Đây con nhóc nè. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Mã 20 vô luôn 107. Rồi. Lên 21 luôn. Cao tầm mét đi. Rồi. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Tay cành đặt ra ha. Đế nè. Đây cũng tứ diện nha. Rồi, giao luôn nhiêu. Rồi, mã 21 giao luôn 108 ạ. 108. Rồi, mã 22 đây. Cao 79. Rồi. Cái hoành 21 rưỡi. Rồi, 21 rưỡi. 21 đi. Chân cành cũng đều ha. Đóng nhóc hết trơn cái gì. Đấy cũng vậy nè. Để xe cũng đều trơn có cái cũ luôn ha. Có cái cũ luôn. Giao luôn như chị. Rồi, mã 22 này giao luôn 200 rưỡi. Rồi, 23 luôn. Cao 82. Rồi. Cái hoành 18 đúng. 18 hoành. Tay cành đóng nhóc luôn ha. Tay cành đặt gật à. Rồi, giao luôn. Mã 23 chị. Này giao luôn 107 á. Rồi, xong cây luôn. 4 luôn. Cao 1 mét đi. Hoành 17 đúng. Rồi, 17 hoành. Rồi, xuân cành luôn rồi quý vị. Để luôn. Rồi, giao luôn như mã chị. 24 đi vô luôn 107 á. 107 luôn. 25 luôn. Mã 25. Cao 90. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Này chi tàn cũng được lắm. Đế nè. Đế cũng được quá nè ha. Nó từ đế với ta cành cũng đẹp quá vậy. Giá cũng mã 25 đó. Này giao lưu có 150 à cô bác ơi. 150 à. Cao 95. Trăm sáu. Mã 25, 106. 106 hả? 85, 106 nhưng quý hoành 16. Dầm dầm cái gạch ngang tấn đâu rưỡi. Đây, để mình rà lại cái mã 25 cho quý vị. Đây quý vị ơi. Đây mã 25, 106 nhưng quý vị. Chị báo nhầm xí. Nhầm bớt 10.000. Thôi chị báo lại là lên lại 10.000. Trời mã 26. Thay cảnh cũng đẹp đấy ha. Để đây.
đó, giá cũng được ghi sẵn đó quý vị, nhiều khi đọc bị nhầm thôi, nhầm có một cây đó quý vị, nhầm xuống chứ không nhầm lên quý vị, an tâm. Rồi báo giá luôn, mã 26 này 160 ạ. Rồi mã số 17 ta nhầm lên, còn đây mình nhầm xuống nó mới ghê chứ. Cao 92 ạ. Cái hoành 17 đúng. Rồi ta cành cũng ok ha, vậy nhưng nó bung ra nó kín rồi quý vị. Để ha, để kính quá nào quý vị. Để cũng ngon lắm á. Rồi, vô luôn như mã 27 này vô luôn 108 á. Rồi, 108. Số 28 đây. Mã 28. Cao 89. Cái hoành 16 rưỡi. Rồi. 16 đi. Xương cành luôn. Đế luôn. Mã đế thì cũng tứ diện luôn nè. Rồi, vô luôn như mã 28 này vô luôn 108 ạ. Rồi, thêm mã số 29 luôn. Cao 86. Cái hoành 17 đúng. Rồi. Rồi, xương cành đây ha. Rồi, xuống đế cái quý vị. Đây cũng đều tứ diện có cụ nở luôn. Vô luôn nhiêu chị? Mã 29 thì vô luôn 108 ạ. 108. Số 30. 30. Cao 32. Cái hoành 13. 13 giác chút. Rồi. Đây nó đây. Nhìn nó miết. Em này ha, nó còn thể bự bự không à. Chị bông sai ha. Rồi vô luôn. Mã 30 này giao lưu có 100 rưỡi à cô bác ơi. Rồi, chơi cây bông sai thiệt dễ thương. Để nôm này cao 30 luôn, tú hành 19 hơn nè, tính 19 đi. Rồi giao luôn như chị. Rồi mã 31 này giao lưu 200 ạ. Rồi lên 32 luôn, mai tàng 32 cây mai tàng luôn. Cành này cao tầm khoảng 1m3, tán ngang khoảng 70 nhưng rồi quý vị. Quanh 15 đúng. 15. Nó xương cành nè. Này dịu quý vị có thời gian vô nhôm hay gì hang bẻ xè ra đẹp ha. Cái cành vậy hơi hướng lên, bẻ xè ra thì đẹp hơn ha. Đó, hoành nhỏ nhỏ chứ đế đặt kẹo dưới trần không gì. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu? Trời, mã 32 này giao lưu 220 ạ. À. 2. Rồi. 33 bên đây, em này cũng hơi cao cao, em này cao lấy 1m6 nhưng mà quý vị tháng ngang lấy cũng 6-70 đi ha. Hoành 19 đúng. 19 hoành. Tổng cao 1m6. Xương cành quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Mã 33 này giao lưu 250 ạ. 250. Rồi, mã số mã 34. Cao lấy 1m4 luôn nha quý vị, tán ngang này cũng khoảng 80 ha. 16,5 tính 16 đi. Rồi, 16 hoành. Những cây mai tàng này đều không có khai thác đế nha cô bác. Em về cho bình mạnh đang mình trồng á. Trồng cho nó khỏe ha. À, cho nó khỏe cây. Nên mình chỉ làm sơ sơ thôi. Gợt lớp mặt thôi ha. À, cho nó. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 34 giao lưu 200 ạ. 200. Tiếp tục mã 35 ạ. 35 này hơi cao nữa nè. Này cao lấy mít 7 nhưng quý vị tán ngang khoảng 80 ha. Hoành 18 đúng. Rồi, 18 hoành. Chị thích tông cao chốt em này nè. Khoảng mít 7 nè. Này chị bẻ xương ngang ngang ra là đẹp hơn ha. Vô nhôm bẻ ra. Cây thì chỉ làm ở sơ sơ lớp mặt ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 35 thì giao lưu 250 ạ. 250. Tục mã 36 ạ. 36 cũng tông cao luôn. Hôm nay cao cũng khoảng 1m7 luôn nè. Tán ngang cũng khoảng 80 ha. Hoành cũng 18 luôn. 18 luôn. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 36 vô lưu 220 ạ. 220. Rồi, tiếp tục mã số 37 luôn. 37 thì cao khoảng 1m,
24 nhưng quý vị tán ngang cũng khoảng 80 ha. Hoành 15 rưỡi, tính 15 đi. Rồi 15 hoành. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mã 37 đi, giao lưu 200 ạ. Rồi tắt đi. Rồi tiếp tục mình giao lô nha quý vị, một lô 5 cây, quyết 5 cây này, lô này nay mình giá cả làm sao đây? Lộn dạ, lên lộn hả? Rồi lên lại đi. Lô số 2 rồi. Rồi lên lại nha quý vị, lô này lô số 1 nè. Rồi lô số 1. Nãy là hơi nhầm cái lô ha. Cao 94. Rồi. Cây thấp nhất là 40. Rồi. Cây lớn nhất, cao nhất này chắc cũng hoành bự nhất quá ha. Bên đây nè. Bên đây quá. Bên đây cái này đó, cái gù à. Thôi chứ. Đó đó bự ạ. Đúng rồi. 15 rưỡi. Tính 15 đi ha, nhỏ. Tính 15 đó, đi. Cái nhỏ đó. Bé ti ti này đi. Em bé này 13 rưỡi, tính 13 luôn. Rồi, 13 luôn tới 15. 13 tới 15 ha, nói chung nó cũng ngang ngang ngửa ngửa với nhau ha. Để cũng điều điều này, nè, cái cũ này. Cái cũ cũng đẹp đó nè. Mấy em kia thì để cũng tứ diện cũng kính ha. Đó. Tay cành. Mình lô về mình giao lưu nhiêu chị? 500. Mình hôm nay 5 lô, mỗi một lô vậy thì đồng giá 500 hết nha rồi, cô bác. Rồi, bao ship luôn rồi nha quý vị. Rồi, bao ship quá tới nhà cô bác rồi. Luôn á. 5 cây 500 mà bao ship tới nhà. Đó. Đó, ship nữa. Ship 5 cục đất này với 5 cái cây mai này cái gần hết cái tiền ở trong đó rồi. Rồi. Rồi, cây cao nhất luôn. 1m15. Rồi, thấp nhất. Thấp nhất anh bên đây quá. Đó đúng đây. Rồi thấp nhất em đó 76. 76 ha. Em bự nhất trước mặt 17 của anh. Em nhỏ. Em này nè đó. Sát bên luôn nè. 10 rưỡi. 10 rưỡi. Nhỏ nhất 10 rưỡi gì? Lớn nhất 17. Chậm chậm gì em nghe đế cái kỹ nha. Đặt cái chân nè. 5 cây 500 ship tới nhà. Rồi xuống cây luôn. Lô số 2 đồng giá bao ship tới nhà cô bác. Rồi, có 500 lô, ngàn 5 cây nghe cô bác ơi. 5 cây luôn nha quý vị. Cũng 500 luôn. Hôm nay mình lên có tổng cộng là 5 lô như thế này ha. Đó. Rồi em cao nhất bên kia. Đây đi. Đó, em cái này đó. Cao nhất nè 96. Rồi thấp nhất em kế bên này luôn. Kế luôn đi. 52. Bự nhất. Chú Hoành 17. Rồi em kế bên cái này Hoành. Cũng 17 luôn. Rồi em nhỏ nhất là em thấp em nhất. Em nhỏ luôn. Nhất là em này nè. Chia đôi với Việt Heo. 11 rưỡi. Rồi. Để luôn. Này là lô số 3 nha quý vị. Đó, cây đẹp 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 em này thì trong này có hai em mắt trúc nha. Đó, có hai em mắt trúc nè, đây hai em này nè mắt trúc đó. Tay cành cũng đều đều ha. Rồi xuống cây luôn. 5 cây đẹp như vậy cũng có 500 ha, ship tới nhà luôn. Rồi lô số 4 luôn rồi quý vị ơi. Rồi em cao nhất. Cao nhất chắc em đó bự nhất luôn à. 102. Em thấp nhất em nhỏ nhất luôn á. Đây, cho em này luôn đi. Đó, nó thấp nhất luôn á. 54. Rồi em đó cũng nhỏ nhất nhỏ luôn. Nhỏ nhất luôn, 11 rưỡi tính 11 luôn. Rồi em bự nhất bên đây. Rồi, bự nhất là em cao nhất luôn. À. 17 đúng nè. Rồi. Các người an tâm về quần đo ha. Không có gì không nghe kỹ đế nhàn năm em một lượt đó nha. À. Đây thà đo bỏ chứ không có đo lên. Làm tròn xuống chứ không làm tròn lên. Đúng rồi, làm tròn xuống đi cho chắc. Rồi này lô số số 4. 4 nha quý vị. Số 4 cũng giao lưu 500 luôn nghe cô bác. 500 chở tới nhà luôn. Chở tới nhà mình luôn. Rồi, tiền ship lô số tiền 5 là lô cuối cùng cô bác ơi. Tiền cây hết từng cái tiền luôn rồi. Thấy lời ở đâu luôn. Lô này chắc lỗ, mấy này chắc bán lỗ. Giờ à, lô số 5 này đế với tay cành đẹp quá quý vị. Đó này chắc ô đã cho quý vị mà xem tới cuối xem clip đây nè. Tới cuối clip đó. Thấp nhất ha. Này thấp nhất là 44. Rồi cao nhất cái bên luôn. Đó, này cũng
nó không cao lắm mà cũng không có cao nhất lắm, là 69. Cũng vừa nè, tại cả nó cũng đặt kiếm trên. Cái hoành nào bự đây, cái hoành này đi đó, chắc bự à. Này bự nhất cũng 15 rưỡi hả? Này nó không có trên lệch nhiều, không có trên lệch nhiều. Cái này nhỏ nhất, nhỏ đi nhỏ nhất đó, nhất 13. Đúng rồi, 13. Rồi, sẽ xây đế luôn. 13 tới 15 rưỡi, tính như 15 đi nghe cô bác. Nghe kỹ đế nè. Cái lô số 5 này nó đều. Này nó đều, nó đẹp sao á. Hoàn giá 500 luôn hả quý vị? Bèo. Rồi, hết clip. Rồi, giờ lại về không chị? Rồi, cuối clip em cũng chúc quý khán giả trên mọi miền đất nước một ngày mới vui vẻ, tốt lành nè. Nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Em cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị lúc sau.